Em chào các bác. Hiện giờ em đang quay video về cái cây phi điệp Hoàng Long. Tối hôm qua em đã quay em ý rồi. Tối hôm qua em quay thì buổi tối thì không được gọi là đẹp như ban ngày. Đấy là điều chắc chắn. Nhưng đây thì ban ngày thì em cũng quay về, quay lại một lần nữa video để mọi người cùng xem, cùng biết về cái cây này. Tối hôm qua đây mọi người có thể nhìn thấy là tối hôm qua em quay là cánh của nó form y như này và bây giờ nó vẫn như vậy, có nghĩa là giờ nào nó cũng như thế này. Thì nếu như mà một bông phi điệp ấy thì như các bác biết rằng là nó có cây nọ cây kia, có những bông là nó sẽ bị cúp vào buổi tối hoặc bị rủ hoặc là nó khép lại xong sáng nó mới căng ra. Như bây giờ là gần 2 giờ rồi, 2 giờ chiều mà nó vẫn căng này. Tối hôm qua em quay thì nó cũng căng như này. Tối hôm qua em quay giới thiệu cái bông này thì nó căng như này. Nó vẫn cánh, bộ cánh nó vẫn y như này, nở như nào nó vẫn giữ nguyên này. Đây là một cái cây em được các bác ấy chia lại cho. Kỳ rất là to, kỳ khoảng 30 cm. Nó có hoa nhưng nó bị rụng rồi, cuống hoa nó bị rụng rồi. Bởi vì là do quá trình mang về nó bị rụng mất mấy bông, nên là chỉ còn mỗi bông này thôi, còn duy nhất một bông. Chứ không phải là nó ra nụ cho em vặt đi, em để một nụ để cho nó đẹp. Đã khẳng định với anh chị luôn, chứ em quay nhiều hoa, em càng nhiều hoa em càng thích quay mà. Bởi vì em thích quay nhiều hoa để mọi người nhìn, mọi người có thể biết được rằng là cây này là nó nhiều bông thì nó biến thể như thế nào. Chứ em thì không được sở hữu nhiều bông, bởi do nhiều bông thì nó quá to và rất là nhiều tiền, nên là em không được sở hữu cây đấy. Còn cây này thì em được sở hữu một cái cây nhỏ thôi, nên là về sau em sẽ nhân giống cái cây này ra. Và ít kỳ thì em sẽ nhân giống để có được cái cây này được nhiều, để mọi người cùng chơi, mọi người cùng thưởng lãm về bông hoa của nó. Đây là một cái kỳ và nở được 3 bông thì đều là tự nhiên cả, đều là bông tự nhiên nhá, chứ không phải là kỳ bông hoa chích hay là thuốc tiết gì cả. Bông này là nở đến ngày hôm nay là phải ngày thứ 4 thứ 5 rồi. Mà em khẳng định rằng là cây này nó cái cánh của nó giữ form đến tận cuối cùng. Buổi tối ấy, như em quay giới thiệu về cây này buổi tối hôm qua ấy. Tối hôm qua em quay cái bộ cánh nó cong y như này. Và bây giờ là 2 giờ chiều, rất nắng, bộ cánh nó vẫn thế, vẫn cong y như này. Nó không có nhiều sự gọi là khác biệt. Có nghĩa là bộ cánh của nó khi nở ra là nó sẽ ổn định luôn như thế này. Cây này có tên là cây Hoàng Long. Mọi người thấy bộ cánh bay rất là đẹp, vai ngang, cánh bầu, lưỡi tròn, cánh bay, khuôn cứng, chung như thế này em thấy rất là đẹp. Ngay ngắn, ngay ngắn là rất là thích. Thì hôm nay ban ngày đây thì em cũng giới thiệu về như mọi lần để mọi người cùng tìm hiểu và nghiên cứu xem mà cái cây nhà mình nó đẹp và như thế nào, tại sao mà những cây phi điệp như thế này thì nó lại đắt như vậy. Ví dụ như cây này em thấy là giá nó cũng khá là ok so với giá thị trường bây giờ, thì nó có quá nhiều cây gọi là khủng khiếp, quá đắt. Thì đây em nói sơ qua về cái thân lá. Như hôm qua em nói đây, em sưu tầm được một cái kỳ năm nhất của bác ấy rồi. Chả biết kỳ năm nhất hay năm hai, nhưng đại loại là kỳ này nó là một kỳ bé. Đây, chắc là khoảng được tầm độ 25-30 cm. Cây này nó hơi bị va chạm nên bộ cái lá của nó hơi bị xước. Để các bác chia sẻ về, thì em muốn nói sơ qua một chút về thân lá cây này. Thân lá cây này thì khá là giống cây phi điệp cửu long, khá là giống cái phi điệp cửu long nhé. Thân của nó là xanh sạch. Và ai em nói nguồn gốc trước quên đấy,
Một góc cái này Sơn La nhá, Phi Điệp vùng Sơn La. Cây này thì là thân xanh và gần như có rất là ít chấm tím ở trên thân. Còn cổ lá của nó có khắc, có nhẫn. Đại loại là có một cái khắc vệt tím chạy vòng ở cổ lá đây. Anh chị có thể nhìn thấy đấy. Đấy. Cổ lá về thân. Thân của nó ok, nó dòng thân nù ấy nhá. Các bác nhá. Thân nù này thân rất đầu rất to này nhưng mà gốc nhỏ. Đấy. Em vừa trồng tối hôm qua xong. Em like tối hôm qua luôn, em quay video giới thiệu cây này luôn bởi vì nó quá đẹp mà nó càng ngày càng đêm nó đều căng cánh nên là em rất là thích. Nên em quay buổi tối hôm qua để mọi người cũng biết rằng là cây này càng ngày càng đêm. Chứ không phải là như những cây phi điệp khác là ban ngày rất căng nhưng chiều tối là nó cụp vào hoặc nó rủ dần rồi. Đấy. Thế nên tối hôm qua em cũng like cây này rồi. Em like cây này để mọi người cũng xem rồi. Đấy là về thân. Thân của cây này. Còn về lá. Về lá thì cây này nó đang hơi bị sứt sát một chút. Thì em sẽ chữa bệnh cho nó bằng thuốc Phi San như em hay dùng. Phi San của Mỹ. Phi San nhập khẩu. Thì đây là cái lá này thì em nói sơ qua về nó một chút, nó dòng giá lá miền Bắc nên là dòng lá khá cứng, không giống với dòng lá miền Nam. Dòng lá miền Nam lá mềm, miền Trung miền Nam lá mềm. Còn dòng Bắc là cứng, là cứng và nó cây này rộng khoảng 1,5 đến 2,5 cm. Nó dòng lá cứng và dày. Đuôi lá quặp. Và nó nếu mà nhìn thân lá nó khá là giống cái kiểu long, lá hơi sẽ hơi có vết sần sùi nhăn và nó vẫn có sọc, rất là nhiều sọc nhưng nó không, gần như nó không sọc trắng, nó chỉ có dọc kiểu gân thôi. Gân trên lá. Cây nào nó cũng như vậy, nó lên non này, những cây lên non đi thì nó khỏe hơn. Nó sẽ không bị bệnh nữa. Thì một số cái cây khác ấy thì nó không bị bệnh thì nó đỡ hơn, nhưng cây này nó đang bị rất bị bệnh một chút. Đây là em cũng chỉ tạm quay như này, sang năm nếu mà nuôi nó tốt hơn thì em sẽ quay nó sau. Thân của cây này dài tối đa là khoảng tầm 1m50 là em đã từng nhìn thấy, còn nhiều hơn thì em không biết, em chưa từng nhìn thấy. Nhưng cây nhà bác chủ đây là cao 1m50, dài 1m50 và rất là to, nhiều hoa. Nhưng em chỉ lên một kỳ và mấy kỳ nhỏ, một kỳ có hoa và mấy kỳ nhỏ. Đây là bông hoa rất là tươi, càng ngày càng tối nó đều như này. Đương nhiên là khi mà có nắng vào thì màu nó sẽ đẹp hơn. Nhưng cũng nghĩa em muốn nói đến rằng là cái bộ khuôn cánh của nó, bộ khuôn cánh của nó gần như là không có sự thay đổi nhiều. Nó không có sự thay đổi. Tối hôm qua đến sáng nay thì em đều thấy nó còn nguyên như này. Cái này em chỉ trồng bằng giá thể là vỏ thông thôi bác nhá. Trồng vỏ thông nguyên 100% để cho nó khô, vì trồng mùa này rất nguy hiểm. Nên em chỉ trồng vỏ thông nguyên thôi. Đây là em giới thiệu về cây Phi Điệp Hoàng Long là như vậy. Còn cách trồng và cách chăm sóc của các cây này thì cũng Phi Điệp thì cũng như nhau thôi, không có gì thay đổi lắm. Nhưng có nghĩa là như cái cây này của em nó đang bị đốm lá một chút này, thì em nói kèm luôn để mọi người cùng biết là em là người bán phân thuốc rất nhiều nên em sử dụng thuốc nhiều. Thì với những cái lá bị như này thì anh chị nên bôi thuốc phòng nấm bệnh là một, thuốc diệt khuẩn nấm bệnh hoặc là virus để cho cây nó được gọi là đỡ bệnh ấy. Thì bôi trực tiếp luôn, bôi trực tiếp thuốc và để khô, để khô cái vết bệnh đấy khoảng 2 ngày không tưới nếu như thời tiết mát mẻ. Còn với những thời tiết nóng hay khô này bôi chỉ một ngày là nó đã gần như là đã, mình nhìn thấy hôm trước hôm sau là mình đã cảm thấy hiệu quả. Một ngày một đêm thì mình nhìn đã cảm thấy hiệu quả rồi. Thì đấy, về với những cái vết bệnh như này bôi cái nó hiệu quả ngay mà. Bởi vì thuốc thì nói chung là các bác gần như là ai chơi lan là cũng đã từng dùng, không nhiều thì ít đúng không ạ. Thì đấy là về cái vấn đề là thuốc để sử dụng kèm cùng cái cây này khi bị bệnh. Cây nào cũng như thế thôi, cây nào cũng cần phải sử dụng thuốc mà. Thì hôm nay em giới thiệu về cái cây Hoàng Long Phi Điệp, tặng gọi tên là Hoàng Long bởi vì gọi tên Hoàng Long nó như khác cái khác.
Cửu Long hay là Mắt Đỏ, Hòa Bình hay là Tân Lạc hay là Mắt Cua cũng chắc đấy. Đại loại là nhiều những cái tên như thế. Là những cái tên như thế là dùng để mình dễ nhớ một cái cây. Các bác nhá. Để dễ nhớ một cái cây chứ không phải là gọi tên nọ tên kia gì cả. Tên nó chỉ là cái tên để gọi để dễ nhớ thôi. Còn đấy thì là do là chủ cây người ta tìm ra người ta đặt, chứ em thì cũng không biết đâu. Cây nào các bác cứ gọi nào thì em cứ gọi thế cho dễ nhớ. Thì ví dụ khi như cái cây Cửu Long ấy thì là cái cây gọi nói phi điệp Cửu Long Hòa Bình, Cao Phong Hòa Bình thì gần như rất là nhiều người biết đến rồi. Rất là đẹp. Và nó cây Hoàng Long so với cái đấy thì nó cũng nhìn chung nó hai cây đều rất là đẹp. Cây nào đáng sưu tầm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video khác. Sẽ có những cái video về chăm sóc hoặc là phân bón hay là chia sẻ kinh nghiệm trồng cây, mua bán các thứ. Thì về cây thì đương nhiên là nguồn cây em quay những cái video này chắc chắn là em nói cây nào thì nó là chuẩn cây đấy. Nên các bác yên tâm các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Xin chào các bác.